Đây cả nhà, cái này là cái chậu cây mà Nguyệt lấy một chồng rau này cả nhà. Bây giờ Nguyệt sẽ rau xà lách này nó cũng hư hết rồi cả nhà ơi. Là Nguyệt sẽ nhổ hết cái này. Xong rồi Nguyệt bỏ đất ra, xong rồi Nguyệt chám cái lỗ nó lại, Nguyệt sẽ làm một cái bể cá ở đây. Cả nhà cùng theo dõi với Nguyệt ha. Nguyệt nhổ sạch hết để mình làm bể cá, mình nuôi cá bể màu đó cả nhà. Cái xà lách này nó cũng hư hết rồi, người không có ăn hết. Đây cả nhà, một múc đất từ bên chậu này ra nè, một bỏ vô thùng xốp để người trồng mà để trồng mà hẹ rồi cũng nha cả nhà, bỏ đất uổng. Đây cả nhà, cái chậu này cũng rộng lắm á, chắc cỡ 1 mét ha, gần 1 mét đó cả nhà, 80 890 gì. Công việc tiếp theo của Nguyệt là rửa nó, một chà đất cát rồi cho nó sạch đó. À, xong rồi Nguyệt sẽ chém chám cái lỗ đó lại, mình sẽ mang chám cái lỗ đó lại. Đây cả nhà, Nguyệt bới vít lại cái lỗ nè, là mình để cho mình chờ hay mình để cho ngày mai nó khô là bắt đầu một rửa lại lần nữa, rồi xong rồi cái Nguyệt sẽ làm một cái để sẽ làm một cái chỗ gạch hay gì đó mình để mình đô mấy cục đá đó lên, cục đá phía sau đó đó. À, những cái lỗ lỗ đó là Nguyệt sẽ trồng sen đá trong đó nha cả nhà. Cái chậu này mình thấy cũng to, chắc cả 90 đó. Đây cả nhà, hôm sau là cái lỗ nó khô rồi cả nhà, mình đã rửa và mình xách ốp mấy cục đá lên cả nhà coi nè. Đó là mình, thế là mình đang xả nước vô nè cả nhà, xả nước vô xong rồi mình lát nữa mình đó mình rút ra cái ống này nè cả nhà thấy nè, đây mình xả vô mình rút ra. Là như ở dưới đây đó mình bỏ những cái loại đá mà nó chiên về cho hồ cá nè cả nhà. Đây là nhâm thập đỏ, với cái này là cái gì ta mà để nó lọc lọc nước rất là tốt, với lại mấy cái vi sinh vật là nó sẽ ở trong đây nè cả nhà. Đó, là nó giúp trong cái hồ cá, nó dọn sạch cái hồ cá thôi. Cái này cũng vậy, cái này là một rửa ở ngoài rất là nhiều lần lắm rồi, bây giờ là một bỏ hẳn vô luôn. Một xả cho nó trong, rửa một rửa ngoài á, là rửa cả 10 lần vậy đó, nhưng mà giờ mình cũng cần phải xả thêm như vậy nè cả nhà. Một đầu là mình xả vô, một đầu mình rút nước ra nè. Một lát mình cảm thấy nó yên trong trong rồi đó là mình rút, mình tắt cái vòi kia, mình cho nó xả hết, rút hết nước ra ngoài luôn. Rồi xong mình sẽ xả một cái lần cuối vô nữa. Rồi xong giờ Nguyệt để mấy em này ở trong đây là 15 phút 20 phút rồi. À, để cho nó quen với cái môi trường ngoài này nè, nước đó cả nhà. Bây giờ là mình sẽ thả nó ra hết cả nhà ha. Nè cả nhà ha, mấy cái sứ nè, sứ lọc nè, lọc mấy cái này là cả nhà nhìn nè, cái nước bây giờ nó rất là trong rồi ha, trong vắt luôn. Đó là một xả rất nhiều lần. Giờ mình mở cá ra đi. Cá bảy màu hoặc mua thì 3.000 một con đó cả nhà coi ha. Đó, cưng cả nhà đó, thả vô đó. Cá bảy màu này cả nhà. À, cá ba đuôi này mình mua một cặp thôi, tại vì em này cũng đó, mua có một cặp này thôi. Đó, mấy cái hồ này cả nhà mình thích, cái con màu hồng đẹp lắm nè, cái con màu hồng mình mua 10.000 con nha cả nhà ơi. Đó, cưng à. Còn cái con này nè cả nhà, nó đẹp
đẹp xuất sắc luôn. Cái con vừa mua cái con màu màu dạ quang đó, đó là 20.000 một con á, vừa mua có hai con thôi tại vì nó mắc nè. Cá này là con cá, con cá mỏ chuột nè, là để nó ăn cái, ăn cái phân đồ ở dưới hồ cá nè cả nhà, ở dưới hồ cá ăn cái phân là nó. Còn mua thêm là 10 con ốc này nữa. Con ốc này là để giống như là nó ăn, nó bám vô mấy cái thành thành chậu nè, nó ăn mấy cái rêu ở trong đây nè cả nhà. Vừa xác định luôn là một làm cái hồ cá này nước rất là trong, trong vắt luôn cả nhà. Tại vì mình rửa đá này cũng rất là nhiều lần rồi, mình bơm nước vô mình xả ra, mình bơm nước vô mình xả ra để cho mấy cái đá này nè. Đó cả nhà coi. Ôi da, có một con gì nó nằm ngửa rồi. Ôi da, ôi trời, cả nhà ơi, nó xỉu. Nó còn nhúc nhích nè. Đó, nắng nè. Ôi cha coi nè. Góc này quay lên đã ghê. Ôi cha cá nè. Bây giờ mình bỏ ít rêu vô. Ở chỗ bán cá nó không có bèo, có bèo mua một ít bèo nữa để cho cá nó trốn ở dưới cả nhà. Ấy nắng á. Thì cả nhà coi nè. Ôi cha ơi, nhìn đây. Sinh động ghê. Đó, phần tiếp theo là mình sẽ trồng sen đá vô trong đây. Cả nhà cùng theo dõi ha. Đây cả nhà, một biết được tới đây cả nhà. Trời ơi. Mình không nói cho cả nhà, nó lên, nó lên sen đá mà nó lên dưới đá cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc. Cái đó còn lấy mấy cái kênh dưới có một cái nha. Cả nhà coi nè. Đó. Lát một dít dít nữa đây. Vậy làm sơ sơ cho cái nhà mình nhìn thôi. Lát xong hết mình vệ sinh lại lần nữa. Đó, những cái lỗ này nè là một mít nha, một bỏ đất vô để một trồng được nè. Không có thể nào mà vừa làm mà mình vừa quay được, không có quay được vậy cả nhà. Dù làm á một phải lựa cây này để lên nó có hợp không, nó có đẹp không. Đó, đây cả nhà, đây là một mít xong rồi nè cả nhà. Những cái hốc đá này nè, một bỏ ít đất vô nè. Ha. Xong rồi cái nhét cái cây vô trồng nó hơi bị lâu á nha cả nhà. Đây. Cả nhà cùng coi nha. Đó. Một mít cái chậu này nó gì nè. Ở bên đây. Đó, một sử dụng mấy cái hốc đá nè, một bỏ đá vô, một bỏ đất vô. Một trồng cây nãy giờ trồng cũng lâu không cả nhà ơi. Nhìn vậy chứ đơn giản gì chứ lâu à. Đây. Rồi bây giờ ha, cả nhà cùng với mình là đặt cái cục đá này lên cái hồ cá. Ha. Cả nhà chuẩn bị coi với mình nha. Cả nhà coi nha. Ôi trời, nó đẹp. Ôi trời, 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 trời. Lụm. Sao không? Đây cả nhà nha. Đó. Dịnh. Hình như nó ngã về bên đây chút nữa. Đó, đó thấy không? Đó. Rồi. Giữa ông Phật cái đó ra đặt vô cái chỗ này tới nè. Rồi. Được khớp ông Phật luôn.
Đẹp hả cả nhà ha. Để một cái vệ sinh xíu. Này cả nhà có xương rồng nè. Xương rồng này là mình cũng nhét vô cả nhà. Mình nhìn vậy chứ trồng nó lâu lắm cả nhà ơi. Mình trồng cái buổi á. Mình quét xuống luôn, nhưng mà giờ là mình xả nước vô để cho cái nước trên bề mặt á là nó trôi ra. Nó đừng xịt lên trên đất, nó chảy xuống anh. Đây cả nhà, mình sẽ rửa mấy cái viên bi này, mình bỏ vô. Cái nhà mình làm đất nó vương vãi, nó rớt xuống mình lên, bây giờ là mình sẽ cho nó tràn nước ra ngoài. Đó, cái nhà coi nè, bi. Bỏ thêm mấy viên bi cho nó đẹp. Bỏ anh bỏ rải rải ha. Nhà bi nè. Trời, ông Phật ngồi nhìn đó cả nhà. Tự do tự tại. Xịt đời còn gì bằng. Mình cho tràn nước ra cả nhà, cho cái ở mặt ở trên bụi á, là nó trôi ra ngoài. Rồi mình cũng phải canh thôi, cá nó đi theo luôn. Cá nó đi theo luôn. Nè cả nhà. Chuẩn bị tràn nè cả nhà nhìn nè. À, cá một xả cho nó đó, vậy nè, mình lấy cái dơ ra ngoài bớt. Ôi cha, cả nhà có thấy con cá dạ quang không? Mình thích cái con này lắm nha, nó 20.000 con rồi đó. Nè, mà nó vô hồ nó đẹp, mấy con cá màu hồng nữa nè. Mấy cá màu hồng thì 10.000 thôi. Đó, lấy cái mấy cái dơ ra ngoài. Cũng canh cả nhà thôi, cá nó ra ngoài á, ủa. Đó, mình sẽ vớt ra ngoài ha, sẽ lắng nước lại là nó đó, cả nhà. Mình đi lên ông Phật là mình phải có đường đi đàng hoàng nha, đó, rồi lên cầu thang nè, rồi đi qua đây nè, đó, rồi đi lên đây, đi đây, đi đây, đi lên. Tết quá cả nhà ơi. Nó cả nhà làm nước này vậy đó. Mình lấy bụi nó ra là nó trong rồi. Mấy em ốc bắt đầu hoạt động rồi nè. Đó, mấy em ốc bắt đầu bu vô nè. Nè cả nhà đó. Đó, mấy em ốc nè. Mình làm xong mà một nhìn ưng quá. Cái cây này nó cũng thụ lên miếng này cả nhà, còn cây này cũng thụ này cả nhà. Đó. Cây này cũng thụ luôn và đang ra hai cái con. Này coi ha. Đang có hai cái con ở đây. À. Đây bên hông cũng có. Đây.
Đây mình quay tổng thể cái vườn xương với cái vườn sen đá của Nguyệt cho cả nhà coi ha. Nè, hầu như Nguyệt trồng á là chỉ có hai cây là Nguyệt tách ra, cho nên là nó không khỏe cả nhà, là nó chết thôi chứ đa số là sống hết. Đây, đây mình quay cho cả nhà coi hoa hậu mới nè. Nè. Đó, một mới mít nè. Đó, trên mặt là một gãy đá Masato. Thấy cả nhà. Đẹp lộng lẫy. Sao mà cái mấy ghiền cái cả nhà nhìn, nhìn ưng lắm. Cái nhà hàng Ngọc Trinh gì cải gì là ok hết, không có gì hết. Còn cây này thì cũng đã lắm cả nhà, mấy cái này gì nè nó rụng xuống đất nè mà nó lên nè cả nhà. Còn mấy cái lá này là người ấy nè, người ư là nó cũng lên nè cả Còn nhà. bên đây là mình vừa làm xong nè. Đây đá quật mày mò ha. Những cái lỗ của hốc đá này nè mình sẽ bỏ đất vô, mình sẽ nhét cái cây sen đá vô. Ui trời, bụi quá. Đó. Đó, một lấy cái mũi khoan á, một làm thêm cái đường đi nữa là từ đây nè cả nhà, đi lên đây được. Lúc đầu là nó không có ở đây. Đó. Còn mấy cái này là cái cục này nó có tự nhiên hết rồi. Đó. Mình sẽ đi đây, mình đi lên cầu thang xong rồi mình sẽ đi lên đây. Đó, đi lên đây và lên đây là mình gặp Đức Phật ha cả nhà ha. Còn mấy cái này là một trồng vô. Cả nhà ơi, cái này là phải có đam mê mới làm được cái cả nhà. Nhất nhét mấy cái này nó rất là lâu chứ không phải là mau đâu. Mà không phải là nó cái lỗ nó tự nhiên này, giống như những cái lỗ này nè, cái lỗ này một thiếu nè, đây là trồng thêm cái lỗ này nữa mới đẹp cả nhà ha. Để lát không một trồng vô thêm một cây trong đây nữa đó cả nhà. Đó là những cái sen của Nguyệt trồng từ bữa giờ đó, là Nguyệt lấy ra một mít vô và Nguyệt mua thêm một ít nữa cả nhà, chứ không phải lấy hoàn toàn nha. Đó, Nguyệt bỏ thêm mấy cái viên bi dưới nữa cho nó lấp lánh. Tạm thời mới nãy là một để đá vô á, cái nhà nó rớt bụi vô ha. Nhà mà nước nó vẫn trong rồi nè, trong á cái nhà ở phía sau lưng ha. Này là cả nhà phải phải mê lắm, phải mê lắm, mình ngồi mình mới nhét được những cái lỗ nhỏ 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 đó, đâu phải là lỗ to đâu cả nhà. Nhỏ nhỏ mình phải bỏ miếng đất vô rồi mình nhét nó vô rồi mình phải phủi đất rồi xịt cho nó sạch sẽ. Cái này thì làm nó hơi lâu chút xíu nhưng mà thích lắm cả nhà ơi. Mình mít không mình lên lên chậu một cái nhìn đẹp cả nhà, bưng bụng ghê. Cá con cá dạ quang đúng đẹp cả nhà ha. Ở ngoài là nó màu xanh dạ quang luôn chứ không phải nhìn trong hình nó còn hơi tái tái ha, nhà nó dạ quang luôn. Mình sẽ nhét vô dữ lắm luôn á, mới giữ cái cây đó lại, giữ đất lại nè. Kêu mà kiếm được cái cục đá này nó cũng hay đó. Thì nó có cái này giống như đường đi vậy nè. Nè. Nè mấy cái này là tự nhiên có nè. Cục đá nó có sẵn, còn cái này thì mình mới làm thêm nè, từng bậc nhỏ để đi lên ông Phật nè. Cả nhà coi á, cả nhà thấy mà hay hay là thú vị, cả nhà đăng ký kênh ủng hộ Nguyệt nha. Để Nguyệt có tinh thần làm thêm nhiều cái clip như vậy nữa. Nè cả nhà. Cái lỗ này là trồng thêm được nữa nè, trồng thêm nè. Mới nãy thì một làm nó cũng không thấy cái lỗ đó lắm.
Nếu quay cả nhà coi nguyên cái đây. Thì cái xương rồng, cái sen đá này là Nguyệt để đỡ thôi cả nhà. Ngày mai mốt là Nguyệt sẽ lên kệ, chứ Nguyệt không phải để gì, mới lên kệ. Nè, là một che nè, một che nắng nó một mới ấy là một cái miếng này ra nè, để che cho nó bớt nắng, bớt mưa, bớt tạt á. Đó, Nguyệt có cái bình nè, Nguyệt tưới nè. Đó. Còn bên đây á, là bên đây là Nguyệt để cả nhà coi hoành tráng nè. Tất cả các chậu mà Nguyệt mua ha. Nguyệt mua chậu nhưng mà Nguyệt không, Nguyệt chưa có mua sen đá. Đó. Cả nhà coi, Nguyệt quay tổng thể cho nha coi. Đó, một góc nhỏ, một góc nho nhỏ nhỏ nhà nè. Nó còn bừa bộn lắm, sau mà Nguyệt làm kệ á là Nguyệt sẽ để lên đàng hoàng. Đó. Là hôm nay là ngày mình lần quần là mình làm cái này. Đó. Đã không cả nhà? Sen đá mà mọc trên đá nữa là hơi. Sen đá là biểu tượng là sức sống mãnh liệt ha cả nhà. Dây tình yêu vĩnh cửu. Nó thuần khiết. Thì cả nhà chơi sen đá cũng biết, những cây nhỏ nhỏ này thì nó có 5.000 thôi, còn những cây nào to to gì là 15.000 đó, như là 25-20.000 gì đó đó, thì mình mua mình mít lên thôi. Mời tạm biệt cả nhà nha.